Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi là rất là vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và lần đầu tiên tôi xin phép tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao, có hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và điều trị các chấn thương bệnh lý cho tất cả các vận động viên đội tuyển quốc gia cũng như là U23 Việt Nam. Và hôm nay tôi đến với quý vị và các bạn nói về tập phục hồi khớp gối sau phẫu thuật dây chằng chéo trước như thế nào. Ở tuần thứ tư này thì chúng ta tập được nhiều bài tập hơn rất nhiều, sức mạnh cho những nhóm gân cơ của toàn thể đùi cũng như là cẳng chân và chậu hông, mông và cụ thể là những nhóm cơ mông. Và bây giờ là bài tập chúng ta là nhấc chân lên để tập cho nhóm cơ tứ đầu đùi, nhấc lên. Đó. Chúng ta tập có thể là từ 5 cho đến 10 lần, phụ thuộc hoàn toàn vào sức khỏe của chúng ta cũng như là cái quá trình tiến triển của khớp gối của chúng ta. 10 lần, từ 5 cho đến 10 lần. Rồi. Khi chúng ta tập xong, với động tác thẳng thì chúng ta có thể dạng ra khoảng 30 độ và chúng ta nhấc tiếp, nhấc thẳng chân lên. Đây, tập lực hoàn toàn dồn cho cơ tứ đầu đùi rất lớn. Đó, luôn luôn thẳng chân. Và cái này thì các bạn nên là luôn luôn là có, tốt nhất em cứ tiếp tục dùng, tốt nhất là có, vẫn có cái nẹp này để giữ. Rồi, ok. Đấy, chân. Và các bạn tập thì nên tập đều cả hai chân. Nếu ở chân này tập 10 lần thì chân này cũng cố gắng tập lấy khoảng từ 5 đến 7 lần, không tránh nó lệch chân một bên là rất mỏi, bên thì không có gì cả, nhiều khi mà đi lại nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Với bài tập này là chúng ta tập cho nhóm cơ khép. Đó. Với cái tư thế thì chúng ta nằm nghiêng, đưa cái chân lành lên phía trước, đảm bảo cho cái cẳng chân và đùi vuông góc, đùi và thân mình vuông góc, và chúng ta nhấc toàn bộ cái chân lên thì tất cả lực chúng ta sẽ được dồn vào cơ khép này. Tập cho nhóm cơ khép cho nó khỏe lên. Đó, cơ khép và cơ thon rất tốt. Chúng ta làm 10 lần. Đó, tùy từng sức khỏe của bạn có thể làm 5 lần hoặc từ đến 10 lần. Một ngày chúng ta làm đấy từ 2 cho đến 3 tổ như thế. Cái bài tập này là chúng ta tập cho nhóm cơ đùi sau và nhóm cơ mông lớn. Và các bạn luôn luôn là quan trọng khi chúng ta nhấc lên như vậy, nhấc lên như vậy đấy, toàn bộ lực dùng cái nhóm cơ mông lớn và nhóm cơ đùi sau rất là nhiều. Và các bạn luôn luôn là nhớ rằng là khi mà để mà giữ được thăng bằng cho cái chân của mình thì nhiều khi chúng ta cứ lầm tưởng rằng là chỉ có tất cả các nhóm cơ chân như cơ đùi và cơ cẳng chân để giữ thăng bằng cho chúng ta mà thôi. Và thực tế ra mà nói, để mà giữ thăng bằng cho khớp gối thì nhóm cơ mông tiếp tục, nhóm cơ mông giữ thăng bằng, giúp cho giữ thăng bằng rất là tốt nhóm cơ mông và nhóm cơ lưng này chúng ta, cả nhóm cơ bụng cũng vậy. Đó, chúng ta làm nhắc lại 10 lần rồi. Sau khi 10 lần rồi thì chúng ta tiếp tục dạng ra 30 độ và tiếp tục nhấc lên thẳng. Rồi, đây là toàn thể nhóm cơ đùi sau và nhóm cơ mông lớn. Rồi, rất tốt. Rồi, ok. Với bài tập và tư thế tiếp theo là chúng ta nằm nghiêng và nhấc cái chân lên thẳng như theo như trong hình đó. Thì đối với bài tập này thì tập cho toàn thể các cái nhóm cơ dạng và cái giải chậu chày, đùi, và đặc biệt các bạn ạ, ở đây là nhóm khi chúng ta nhấc lên đây thì là cơ mông nhỏ và cơ mông nhỡ làm việc rất là nhiều. Để giữ thăng bằng cho khớp gối thì nhóm cơ mông nó đóng vai trò đến 50% để giữ thăng bằng cho cái khớp gối. Đó. Đối với khi là chúng ta để giữ 5 đến 10 rồi chân thẳng và chúng ta rồi khi là đối với cái tư thế thẳng xong rồi thì chúng ta nhấc chân rồi chúng ta đưa cẳng chân ra đằng trước 30 độ, nhấc tiếp từ 5 cho đến 10 lần phụ thuộc vào sức khỏe cũng như là sức mạnh cơ của các bạn. Rồi, ok. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của hết cái tuần thứ tư này thì gối của chúng ta sẽ gấp được từ 110 cho đến 120 độ. Khi mà tất cả các nhóm gân cơ của chúng ta khỏe như thế thì chúng ta sẽ đạt được những cái bước đi ở mức độ gần giống với những cái bước đi bình thường của chúng ta, khoảng độ từ 80 cho đến 90%. Đấy là những cái bài tập tốt nhất, hiệu quả nhất và dễ làm nhất các bạn có thể làm bất kỳ đâu, ngay tại nhà của chúng ta, để có thể là phục hồi
tốt nhất cho cái khớp gối của mình sau khi phẫu thuật dây chằng chéo. Tuy nhiên để mà hồi phục được tốt hơn nữa thì những cái thời điểm vàng là trong vòng 2 tháng đầu thì chúng ta đi vật lý trị liệu phù chức năng như điện xung, hồng ngoại, siêu âm, vi sóng, xúc quay, massage và luôn luôn uống thuốc bổ sụn khớp, bổ dây chằng và tiêm huyết tương dầu thủ cầu. Với cái những cái chỉ định hiện nay bây giờ thì về tiêm huyết tương dầu thủ cầu sau phẫu thuật khớp gối thì sẽ có chỉ định từ 5 cho đến 6 lần trong vòng 1 năm đầu. Như thế thì khớp gối của bạn nó sẽ tất cả những cái mảnh ghép của dây chằng của bạn sẽ liền rất là tốt, cũng như là hạn chế tối đa cái việc mà thoái hóa khớp gối và gặp phải sau bị chấn thương cũng như là sau phẫu thuật. Vâng, thưa quý vị các bạn, nếu mà quý vị các bạn thấy video này hay, hữu ích thì các bạn có thể like và chia sẻ và subscribe theo dõi kênh của chúng tôi để các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ những một cái video nào mà chúng tôi mới ra cả. Và quý vị các bạn thấy hữu ích thì các bạn có thể là chia sẻ, cũng như là cần những cái gì để chăm sóc về cái sức khỏe cho mình, các bạn cứ thể comment ở bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn một cách sớm nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất. Vâng, và khi các bạn mà đã chia sẻ cho mọi người mà ai cần thì họ sẽ rất là cảm ơn quý vị và các bạn đó. Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt video vừa qua. Vâng, chúc mừng bạn đã xem hết video của chúng tôi. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Bye bye.